Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh nấu ăn chay của bà mẹ quê. Cô bác xem cái độ đàn hồi của nó rất tốt nè. Đây là giò sống chay. Giò sống chay này quý cô bác có thể mang đi nấu lẩu, nhồi khổ qua, làm xá xíu hoặc là chiên lên ăn cũng rất ngon. Mấy cái viên giò sống chay rất dai. Và đây là những viên mà em đã hấp xong rồi. Còn đây là giò sống nè. Cô bác cứ cho vào túi zip, sau đó thì bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Còn muốn ăn lâu hơn thì cho vào ngăn đông. Nếu quý cô bác thích giò chay này thì xin mời vào bếp cùng làm với em nha. Nguyên liệu cần chuẩn bị thì em đã ghi đầy đủ trên màn hình rồi đấy ạ. Quý cô bác có thể bấm dừng video để xem cho rõ hơn. Tàu hủ kỳ phải là tàu hủ kỳ tươi mới ngon nha quý cô bác. Sườn non chay em đã ngâm nước cho nở mềm. Tiếp theo là hem chay và đậu hũ trắng, một ít ngò rí. Quý cô bác nào ăn chay mà không có cử ngũ vị tân, dùng hành tím sẽ ngon hơn. Tiếp theo là bột năng. Gia vị thì cũng như thông thường thôi, gồm đường, hạt nêm chay, muối, tiêu xay, một ít dầu ăn. Nguyên liệu đã xong rồi, bây giờ em đun nóng một ít dầu, sau đó thì cho ngò rí vào phi thơm để chút em cho vào giò chay cho nó có mùi thơm. Đã sơ một lượt là được rồi, không cần phi cho vàng. Rồi em tắt bếp, các nguyên liệu em cắt nhỏ rồi cho vào cái tô lớn. Đây là hem chay nè, còn đây là sườn non chay. Tàu hủ kia em cũng cắt nhỏ luôn. Bây giờ em nêm gia vị vào đây. 200g nguyên liệu thì em sẽ nêm một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm chay, nửa muỗng cà phê tiêu xay, 1/4 muỗng cà phê muối và ngò phi. Em sẽ trộn đều các nguyên liệu lên và chuẩn bị một cái máy để mang chúng đi xay. Yếu tố quan trọng giúp cho giò chay dai chính là lúc xay. Quý cô bác sử dụng cái máy nào cho nó thật là mạnh, xay phải nhuyễn và mịn nguyên liệu thì nó mới ngon. Khi các nguyên liệu đã thấm gia vị, em cho thêm bột năng vào. Bây giờ trộn đều thêm một lần nữa rồi cho vào máy mang đi xay thôi. Máy xay của em hơi nhỏ cho nên em sẽ chia thành 3 lần. Mỗi lần xay một ít, xay đến khi nào hết các nguyên liệu thì thôi. Đây là sau một lần xay nè quý cô bác. Nó không có được nhuyễn mịn cho lắm ha, như vậy là chưa được đâu. Còn phải cho vào ngăn mát cho nó lạnh lại rồi xay thêm một lần nữa mới được. Sau khi xay xong lần 1 thì em quết như thế này khoảng 5 phút, rồi chuẩn bị một cái túi, em sẽ cho hết cái phần giò này vào trong cái túi. Để vào túi để cho vào ngăn mát cho nó nhanh lạnh. Đóng miệng túi và trải mỏng đều ra, sau đó em cho vào ngăn mát khoảng 1 giờ. Khi nào mà thấy cái phần giò này nó thật lạnh hả lấy ra. Sau khi lấy ra thì cho vào máy xay, xay lại lần 2. Lần 2 này xay cái máy nó khá dính luôn á. Cái máy nào mà yếu yếu quý cô bác xay là nó cháy luôn á. Cho nên làm giò chay quý cô bác cần phải có một cái máy xay thật là mạnh. Giờ thì em sẽ mang cái phần giò này đi xay lần 2. Sau khi xay xong lần 2 thì bắt đầu quết thêm 10 phút. Lần này giò rất lạnh cho nên quết nó cũng hơi mỏi tay. Quý cô bác chịu khó quết nha. Quết như vậy để cho giò được dai. Sau khi quết 10 phút thì giò rất dai. Bây giờ quý cô bác có thể mang đi hấp hoặc là để như thế này bảo quản cũng được. Hấp thì bảo quản ở ngăn mát, còn để như vậy mà muốn để lâu thì quý cô bác phải cho vào ngăn đông. Vo thành viên sau đó thì cho vào hấp khoảng 10 phút là giò chín. Hấp xong quý cô bác để càng nguội thì giò càng dai. Quý cô bác có thể ăn ngay hoặc là mang đi nấu canh hoặc là làm xíu mại chay hoặc là có thể chiên lại ăn kèm với rau sống, dưa leo và chấm cùng nước mắm chay chua ngọt. Video sau em sẽ giới thiệu nhiều món chay hơn với giò chay này nha. Còn video làm giò chay hôm nay đến đây đã kết thúc rồi ạ. Rất cảm ơn quý cô bác đã dành thời gian để theo dõi video nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video món chay lần sau. Chúc quý cô bác luôn vui khỏe và có nhiều món chay thật là ngon miệng.